thăm. Câu chuyện mộc mạc đơn sơ này bắt nguồn từ một con quạ và cây kế. Để tặng cho những tấm lòng vàng, những người con lòng nhanh và nào người ta kể rằng ngày xưa. Và lúc đó em mất đi hút thuốc, em đâu có nghe được. Ba tăng tối những gì đó, anh hãy nói lại cho em nghe chứ. Đâu à, để anh nhớ lại coi. Này các con, cha biết rằng cha không thể nào sống được nữa. Vậy sau khi cha nhắm mắt đi rồi, thì gia tài này, hai anh em con hãy cùng chia với nhau mà thoại nữa. Coi như thế, cha mới an lòng nơi chính suối. Rồi, anh nhớ rồi, anh nhớ rồi. Ba nói sao đó anh? Cha nói rằng anh lớn hơn em, trong khó nhọc thì anh hơn em nhiều. Còn nhà em nhỏ như vậy thì nên cha quyết định cách chia gia tài. Cha già chia cách như thế nào, cúi đầu anh nói cho em nghe. Cha quyết định chia anh với gia tài này, còn phần em cha chia cho em y thế. Mỗi ngày em lo với nước dùng phần, chừng nào trai nó được lớn lên là một mối lợi lớn của em sau này. Đó, cha chia như vậy đó, em có bằng lòng không? Dạ, dạ. Ơi, mình hỏi chi cho mệt, ba đã chia như vậy, nhưng chú không chịu thì biểu chú xuống ông phủ mà hỏi. Thôi, vô ông cơm mình đang còn nghỉ ngơi nữa, chứ chưa rồi. À thôi tôi vô rồi nghe không? Vợ chồng chú lo cắt một cái chòi dưới gốc khế rồi mà lo chăm sóc cho sau này nhờ nó. Dạ, em xin nghe lời anh chỉ dạy. Dòng thời gian lặng lờ xuôi mãi, thấm thoát đã một năm qua. Cây khế trước nhà của chú ba cũng xung xuê tàn lá. Và... ồ, em ơi em ơi. Dạ. Làm chị cái này cho coi nè, mau đi mau. Dạ. Đi. Cái gì đó anh? Ôi kìa mình đẹp đầy cây khế ngọt mới trồng chưa một năm mà trái đã sai. Mình trông thấy mê. Quả đâu to quá mà nó bay lại đậu trên ngọn khế và ăn hết khế của mình còn gì. Anh ơi mau đuổi theo nó đi anh. Quả ơi, vợ chồng ta nghèo khổ, chỉ có một cây khế thân yêu mà ta đã dùng phân tươi nước trọn năm mươi trường. Ông kế ta nói
Thôi, thôi chứ đâu em tin cái đứa chim chóc đó. Tối ngày tin nhảm mãi. Ai đó? Mời vào. Dạ, kính chào anh chị. Ủa, chú ba nó đi đâu mà sớm như vậy? Ủa, đi mượn tiền hả? Dạ thưa anh chị, dạ không phải. Đây là tính gạo. Dạ, dạ cũng không nữa. Ủa, nếu không có chuyện gì thì thôi, chú về đi, chú qua đây làm gì? Dạ thưa anh chị, vì hôm nay là ngày giỗ của ba nên em đến đây mời anh chị qua nhà em dùng ly rượu. Ơ, chú mà tiền bạc gì mày đặt vỗ quấy mời móc lộn xộn đó chú ơi. Nè chú ba, chú mà muốn mời vợ chồng tôi đó nghe, thì cậu phải cố gắng lướt đàn, vàng tốt ngõ, tôi với anh hai chú mới đi. Dạ dạ, em sẵn sàng mời anh chị cứ đến. Chú sức mấy, bộ chú muốn chọc quê tôi với chị hai chú hay sao chứ? Dạ sự thật là em đây xin hứa mời chị anh sẽ có gánh nước đàn vàng bánh ngõ không say. Nếu không thì chú tính lẽ nào? Dạ nếu không thì em chịu 100 coi. Ôi ai đánh chú làm gì chưa nhớ ta. Này chú ba, bằng của chú quê quê mùa một cục, còn bằng nhớ tiền thì chẳng có một tên. Mà dám nói đâu có gấm bao đó ca đàn, không biết rằng chú nói giỡn để nói hiện trần. Dạ không, thưa anh chị em nói thật, thật mà. Được chú cứ về tôi sẽ qua. Em ơi. Dạ. Anh chị qua tới rồi nha. Dạ, trời đất ơi, mới thức thì mà anh chị qua liền ha anh. Nè nè, em vào sắp đặt cho đàng hoàng đi. Dạ, dạ. Trời đất ơi, mình ơi, quả là chú ba nó có gấm lót đàn vàng hết ngõ thiệt thấy không? Nghe. Trời ơi, tại sao hôm nay chú ba nó giàu quá vậy cả? Chú ba, chú ba nó. Dạ. Dạ, mừng anh chị mới qua. Dạ, em mời anh chị vô nhà. Anh hả? Chị dạ em đã cúng xong rồi mà anh chị vô cầm đũa. Thôi được rồi, cái vụ ăn uống đâu có gấp gì ở đâu. Nè chú tiến cho tôi hỏi thăm chút coi. Hồi nãy tôi với anh hai chú nói chơi mà chú làm thiệt sao chú? Tại sao lúc này chú giàu quá vậy chú ba? Đâu chú bày cho anh chú với con chú ba. Dạ không giấu gì anh chị, vì ngày kia nhờ anh, nhờ anh chia mình em thay thế em dùng quan thằng ngày. Thì năm sau khi mà thế có trai, vào một chiều em ra đặng thăm trần. Nhưng không buồn ngày con hòa to, nó đến liền ăn. Em giang sinh thì nghe mẹ nói rằng. Nó nói sao đó chú? Dạ nó nói nó sẽ đền ơn. Rồi nó có đền ơn thiệt không chú? Dạ có chứ.
Nhờ vậy mà vợ chồng em mới giàu có như ngày nay đó. Trời ơi, nó đền ơn bằng cách nào vậy chú ba? Dạ, nó bảo em mang một cái túi ba gang nha, rồi nó chở em qua ở ngoài hải đảo lấy vàng. Chú ba. Dạ. Nói thiệt với chú ba nha, bởi vì từ lâu rồi vợ chồng tôi thương chú lắm. Dạ, dạ cảm ơn anh chị. Chú nghĩ coi, ba chết rồi anh phải làm luôn thật là cực khổ để nuôi chú. Anh thương chú ở sự kia đó, nói thiệt mà. Vậy bây giờ chú để cái khế này lại cho tôi đi chú ba, còn gia tài đó tôi giao cho chú đó. Dạ 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 tôi được rồi, anh đừng khóc nữa, vậy em bằng lòng. Em à. Dạ. Bây giờ mình sửa soạn về bên nhà anh hai ở nha. Dạ đợi em chút. À. Dạ thôi bây giờ mình đi anh. À thôi đi. Chà, lâu quá sao không thấy con quả nó lại mình ha. Ờ, sao lâu quá mình. Quả, quả, quả. Kìa, có con quả nó đến ăn cưới kìa mình. Rồi mình than đi. Quả ơi, tội nghiệp vợ chồng tao nghèo khổ, chỉ sống nhờ có một cây hương, mà mày ăn thì tao lấy gì tao sống ngỡ qua. Than nữa đi nha, cảm động chút. Quả ơi, tao nghèo lắm quả. Quả ơi xin quả xót thương đừng ăn khê nữa, để cho vợ chồng ta sống tạm qua. Tội nghiệp vợ chồng tao nghèo khó quả ơi, xin quả thương dùm hoàn cảnh cho nhà hàng. Quả ơi mày sung sướng hơn tao, được tung trời bốn bể thì thiếu gì mô quý để mày ăn. Còn tao thì cha mẹ chết sớm, chỉ để lại cây tế này cho tao làm lẽ sống. Nếu mày ăn rồi có nhớ gì buồn lại để vợ chồng tao nhớ đỡ và nó lòng. Quả ơi mày ăn thế rồi có gì bù lại cho tao không quả? Quả quả quả, ăn thế ta đã già, ăn thế ta đã già. Vợ chồng người kia ai nuôi ba ga, theo ta đi hốt nhà. Ăn thế ta đã già, ăn thế ta đã già. Mình ơi, con quả nó bảo lấy túi ba gang để hốt vàng kìa, mau lên. Cố cố, em có bay sẵn cái bao búa chỉ xanh đây nè. Chưa đấy, thôi tụi mai dành cho mình. Chưa, để em theo dưới, đã hốt đủ cái gì. Rồi, mau tèo lên mau cho mình. Kìa kìa non đau, ta nhìn nhìn ta ta, ta anh tên một màu. Giờ mình xem kia đã đến nơi rồi, mình bao hốt đầy. Mình ơi chàng em đã hốt đầy bao búa, kiếp tèo lớn cho quả bay về. Ô kìa nó bay về nửa biển, sao coi mời con quả nó bay không nổi vậy mình? Chắc tại nằm đó chứ gì. Chết chết nguy rồi. Con quả nó về mà mình còn hai chị hai đâu mà không thấy. Ờ, lạ thật. Vợ chồng kia hốt vàng quá đồng, em té tuôn đồng. Mình ơi em vừa nghe con quả nó nói, vợ chồng anh hai đã đốt cái tuôn vàng rồi. Bây giờ mình làm sao đi cứu ảnh cho kịp hả anh? Trời ơi, nếu lớn xuống biển thì cá nuốt liền làm sao mà cứu được nè. Bởi do anh chị của mình lòng tham vô độ nên đành vui thay.